Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. PVcombank vừa lên tiếng thông tin vụ bà Vũ Thị Thúy, tổng giám đốc công ty bất động sản Nhật Nam, đưa ra các thông tin sai sự thật về nhiều dự án, trong đó có dự án Tokyo Tower ở quận Hà Đông thuộc thành phố Hà Nội. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Theo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam PVcombank, Tokyo Tower là dự án đã được thế chấp, bảo đảm cho nghĩa vụ nợ của công ty cổ phần Song Đà 1.01 tại PVcombank. Tuy nhiên, công ty Song Đà 1.01 đã không thực hiện đúng cam kết với ngân hàng. Sau khi công ty vẫn không trả được nợ và tiếp tục vi phạm cam kết, ngân hàng cho biết đã tiến hành thu giữ toàn bộ tài sản còn lại của dự án Tokyo Tower. Đến năm 2022, ông Tạ Văn Trung, người đại diện theo pháp luật của Song Đà 1.01 và người liên quan đã tiến hành chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho nhóm cổ đông của bà Vũ Thị Thúy, tổng giám đốc công ty Nhật Nam. Lo ngại hoạt động chuyển nhượng trên có thể gây ra những tranh chấp phát sinh, PVcombank cho biết ngày 11 tháng 11 2022 đã gửi văn bản đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đề nghị xem xét tạm dừng giải quyết thủ tục chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông có liên quan với ông Tạ Văn Trung. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có văn bản trả lời không có cơ sở để tạm dừng các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần SJC của các cổ đông có liên quan với ông Trung. PVcombank cho biết, cũng theo ngân hàng này, đã phát hiện hình ảnh dự án Tokyo Tower xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng cùng nhiều thông tin sai lệch được trao bán chuyển nhượng căn hộ. Công ty Song Đà 1.01 và bà Vũ Thị Thúy là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty không có quyền sử dụng dự án Tokyo Tower vào việc huy động vốn nếu không được sự chấp thuận từ PVcombank. PVcombank khẳng định. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can bắt tạm giam bà Vũ Thị Thúy để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc bà Vũ Thị Thúy sử dụng thông tin hình ảnh của dự án Tokyo Tower để huy động vốn trái pháp luật cho công ty Nhật Nam sẽ được điều tra làm rõ. Tuy nhiên, về phía PVcombank, đơn vị này khẳng định dự án Tokyo Tower không liên quan đến bất cứ hoạt động, huy động vốn hay kinh doanh nào của bà Vũ Thị Thúy và công ty Nhật Nam. Sau khi thực hiện thu giữ Tokyo Tower từ tháng 9/2018, PVcombank, đơn vị phát hành bảo lãnh dự án cho biết đã thống nhất được các phương án giải quyết với những người mua nhà thanh toán thông qua tài khoản của công ty Song Đà 1.01 mở tại PVcombank. Từ tháng 9/2018 đến nay, PVcombank đã có văn bản gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước đề nghị hỗ trợ, hướng dẫn PVcombank hoặc bên thứ ba tiếp tục triển khai dự án để thu hồi nợ xấu. Hiện có một số cơ quan quản lý nhà nước đã có văn bản thu hồi, tuy nhiên không có hướng dẫn cụ thể, nên PVcombank vẫn đang gặp khó khăn trong việc triển khai tiếp các phương án xử lý nhằm thu hồi nợ. Phía PVcombank cho biết, PVcombank còn khẳng định đã phát hiện thêm các sai phạm của ban lãnh đạo công ty Song Đà 1.01 nên đã chủ động báo cáo công an để tố cáo cũng như phối hợp điều tra. Tháng 2/2021, PVcombank đã nộp đơn khởi kiện Song Đà 1.01 đến ngày 8/4/2021. Tòa án Nhân dân quận Hà Đông đã có thông báo thụ lý vụ án và đang tiến hành các thủ tục giải quyết theo quy định của pháp luật. Về tình hình kinh doanh, năm 2022, PVcombank có thu nhập lãi thuần mức 3.057 tỷ đồng, tăng gần 80% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 84 tỷ đồng, tương đương năm trước. Về chất lượng nợ vay ở thời điểm cuối năm 2022, nợ có khả năng mức vốn của ngân hàng này là 2.008 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2021. Tiếp tục nội dung về những bất thường từ hợp đồng hợp tác kinh doanh lãi cao của công ty bất động sản Nhật Nam. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Thúy đã đưa ra thông tin sai sự thật về công ty này có nhiều bất động sản, dự án đầu tư có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Một trong những dự án bánh vẽ mà bà Thúy đã đưa ra làm mồi nhử để lôi kéo các nhà đầu tư phải xuống tiền, đó chính là dự án Tokyo Tower, hay còn được công ty Nhật Nam gọi là Elite Tower. Dự án Tokyo Tower có 51 tầng, địa chỉ tại Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, do Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam Vinafor và công ty Song Đà 1.01 làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào tháng 4/2015, nhưng đã dừng thi công từ năm 2018. Năm 2022, công ty bất động sản Nhật Nam đã tổ chức nhiều hội nghị đông người để quảng cáo và huy động vốn cho dự án này. Với lý do, bà Vũ Thị Thúy đã được bầu ra làm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Song Đà 1.01. Sau đại hội cổ đông bất thường, nhiều lần bà Thúy cũng khẳng định sẽ tái khởi động lại dự án 51 tầng Tokyo Tower.
và mời chào các nhà đầu tư góp vốn để nhận căn hộ sau 12 tháng. Chúng tôi đã thâu tóm một doanh nghiệp đủ đẳng cấp ở trên thị trường. Doanh nghiệp này đã có mã trên sàn chứng khoán 15 năm nay. Một doanh nghiệp đã có 4 dự án lớn, đó là tòa chung cư của chúng ta, 51 tầng đây ạ. Bà Vũ Thị Thúy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam nói, chúng ta sẽ tái khởi động lại dự án này được không ạ? Ai đặt tiền trong ngày hôm nay giảm giá 5% giá trị căn hộ với nhà đầu tư dưới 3 tỷ. Ai đặt tiền để đầu tư từ 3 tỷ đồng trở lên thì công ty chiết khấu 10% giá trị căn hộ. Môi giới Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam nói, tòa nhà Tokyo Tower hay còn được Công ty Bất động sản Nhật Nam gọi là Elite Tower. Công ty Bất động sản Nhật Nam đã quảng cáo sẽ tái khởi động lại dự án này để huy động vốn của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo ghi nhận, dự án này vẫn nằm đắp chiếu từ năm 2018 cho đến nay, vẫn còn vướng nợ xấu và bị ngân hàng thu giữ. Hiện nay, dự án này vẫn đang thuộc quyền quản lý của ngân hàng. Bạn bè hay người thân của bạn có vướng phải những lùm xùm liên quan đến Công ty Bất động sản Nhật Nam? Tình hình hiện tại của họ ra sao? Hãy chia sẻ ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về vụ việc này nhé! Công ty cổ phần Nhật Nam có trụ sở chính tại số 54 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, theo giới thiệu của công ty này, ngoài trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, còn có 12 chi nhánh trên cả nước và đang sở hữu quỹ đất rộng lớn nằm tại những vị trí đắc địa ở nhiều tỉnh thành trong cả nước như Hà Nội, Thanh Hóa, Buôn Mê Thuột, Phú Quốc. Trong đó, Nhật Nam thống kê gồm có 23.000 m2 đất tại Buôn Đôn, Đắk Lắk với 41 sổ đỏ, 70.000 m2 đất tại Phú Quốc, trong đó có 35 lô có sổ đỏ, 120.000 m2 đất tại Bến Cầu, Tây Ninh, 20 lô đất tại Mỹ Đức, Hà Nội, 4 quỹ đất tại Lợi Thuận, 1, 2, 3, 4, Tây Ninh. Khu biệt thự cao cấp Nhật Nam tại Hà Nội với tổng diện tích 16.318 m2 với 39 lô có sổ đỏ. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, phần lớn những vị trí đất trên đứng tên chủ sử dụng là cá nhân khác, không phải lãnh đạo công ty Nhật Nam. Như tại vị trí phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội mà Công ty Bất động sản Nhật Nam giới thiệu là đang sở hữu 39 lô biệt thự đã có sổ đỏ với tổng diện tích 16.318 m2. Đây là dự án Xuân Khanh Villa có Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 làm chủ đầu tư. Còn 20 lô đất tại Mỹ Đức, Hà Nội hiện đang là cánh đồng lúa và rau muống. Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, hồi tháng 4, 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới chợ nông sản huyện Lục Ngạn. Theo đó, nhà đầu tư trúng thầu dự án này là liên danh giữa Công ty Cổ phần Ngôi nhà Hoàn hảo, Công ty Bất động sản Nhật Nam và Công ty Cổ phần Kentresim số 1. Dự án khu đô thị mới chợ nông sản huyện Lục Ngạn có diện tích 24.088 ha theo quy hoạch. Dự án có 445 lô đất ở với tổng diện tích 53.673 m2, trong đó có 431 lô đất ở liền kề với diện tích 48.091 m2 và 14 lô đất ở biệt thự với diện tích 5.582 m2. Ngay sau khi được phê duyệt, Công ty Bất động sản Nhật Nam cũng trầm trồ giới thiệu về dự án. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.